chào tất cả anh em. Dương đang đứng ở một công trình 100kW ở Bình Dương, công ty thực phẩm Hạ Lâu. Mình lắp pin mono, mỗi tấm pin này là 400W, và mình đã bố trí những cái đường ống nước để vệ sinh pin này, rất là tiện, ống PVC nha các bạn, và có cái đường đi vệ sinh, đường đi máng cáp là chắc chắn, và mình thi công đó là đẹp chắc chắn, và mình đi mình vệ sinh, mình bảo vệ được cái tấm tôn, mình thi công rất rất là đẹp các bạn.